90% mọi người chưa hề biết đến sự thật về Elon Musk, người từng bị đuổi khỏi chính công ty mà mình sáng lập. Elon Musk, cái tên mà chắc ai cũng biết nhỉ. Ông không chỉ là người giàu có với khối tài sản ước tính khoảng 237 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 9 năm 2024, tức khoảng hơn 5.688 triệu tỷ đồng luôn nha. Trời ơi, số tiền chắc mấy đời nhà tôi tiêu cũng chưa hết quá các ông ạ. À, để mà nói về Musk thì ngày xưa ông thuộc kiểu người mọt sách từ nhỏ. Ông có thể dành cả ngày trong thư viện, đọc sách nhiều đến mức cán mốc cả bộ sưu tập của thư viện địa phương. Sau này khi trưởng thành, ông lao vào kinh doanh với X.com, tiền thân của PayPal. Nhưng bất ngờ thay, Musk lại bị đuổi khỏi chính công ty mà mình sáng lập khi đang đi nghỉ trăng mật. Tôi chưa từng thấy ai đi nghỉ trăng mật mà mất cả công ty như Musk luôn á. Tuy nhiên, Musk đâu có dễ gì từ bỏ. Ông nhanh chóng xây dựng lại sự nghiệp với những ý tưởng táo bạo hơn. Ông sáng lập SpaceX với mục tiêu đưa loài người lên sao Hỏa và làm chủ không gian. Không những thế, Elon còn muốn biến Tesla thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, và thực sự ông đã làm được điều đó. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất là ông không chỉ dừng lại ở việc chế tạo xe điện. Elon muốn xe của mình phải chạy bằng năng lượng mặt trời, tự lái và rẻ hơn nữa. Nhưng đừng tưởng cuộc sống của Musk toàn là hào quang. Năm 2008, ông suýt nữa thì phá sản đấy nha, khi cả SpaceX và Tesla đều gặp khó khăn lớn. Musk phải dùng hết tài sản cá nhân để cứu hai công ty khỏi sụp đổ. Cuối cùng, ông thành công khi SpaceX phóng tên lửa thành công và Tesla bắt đầu bán được xe. Điều thú vị là Musk thường ngủ ngay trên sàn nhà máy Tesla, làm việc suốt ngày và chỉ ngủ vài giờ mỗi đêm. Ông không ngại khó khăn, và đó là lý do ông được gọi là Tony Stark đời thực. Vậy nên, nếu các ông nghĩ Musk chỉ là một tỷ phú bình thường, thì các ông đã nhầm. Ông ấy là người luôn biến giấc mơ không tưởng thành hiện thực, và đôi khi, những ý tưởng của ông thực sự bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Chỉ một từ dành cho ông ấy thôi, đó là nể các ông ạ.